sân. Đúng rồi. Đẹp quá ha. Chào chào á. Kiểu người ta ở hàng sẵn rồi á, mình chỉ bông mình để hàng lên thôi. Như của tao ở nhà đó. Nó hèn. Ra ngồi xuống, ngồi xuống. Mà mỗi lần đi, giờ mình đi từ từ mình đi vô. Quay ta Đức. Đó, hai bà dì á, hai bà dì đi chùa. Mình đi với bà dì ra chùa Pháp à. Đó, đi chùa mới vừa qua bên chùa Pháp. Đi. Vô đi con quay mày cho. Thôi, thôi để. Lưu ý, coi chừng kẻ gian móc túi, giật dây chuyền, điện thoại di động và cẩn thận giữ tiền bạc, tư trang, giày dép của mình, đặc biệt cảnh giác ở những nơi đông người. Gì nói đã nghe.
Nhìn qua bên đây thấy hai vụ mất tiêu rồi, phóng lại, phóng ra đây, hả?